Hôm nay Lúc Nguyễn sẽ rời khỏi thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp để lên tàu đến Huế nằm ở miền Trung Việt Nam. Nơi đây có bề dày lịch sử cùng quá khứ hoàng tộc và kiến trúc cung đình cổ. Hơn hết, điều khơi gợi cảm hứng cùng sự học hỏi cho Lúc Nguyễn chính là ẩm thực. Rời khỏi ga Huế là Lúc đến một ngôi làng nhỏ ở Cồn Hến để tìm hiểu những nét văn hóa trong ẩm thực của người dân nơi đây qua hàng trăm năm lịch sử. Sở dĩ nơi này có tên là Cồn Hến vì ngôi làng nằm ngay cạnh bờ sông Hương và chế biến hến là cách mà người dân kiếm sống. Hến sau khi rửa sạch sẽ được đun trong lửa lớn khoảng 10 phút, sau đó vớt chúng ra bằng một cái rổ tre. Nước luộc hến cũng được giữ lại, còn phần thịt sẽ được tách vỏ bằng phương pháp truyền thống. Bún hến hay miến hến được rất nhiều nhà hàng xung quanh đây phục vụ nên Lúc Nguyễn cũng sẽ làm thử món ăn đặc sắc này. Đầu tiên cho dầu điều vào chảo, rồi đến tỏi, hành tây và cuối cùng là miến, nên thêm một chút ruốc đường kèm nước luộc hến. Tiếp theo cho vào một ít rau răm tươi, hành phi cùng nhân vật của hôm nay, rồi thêm một chút nước tương, đảo đều xong tắt bếp. Cho miến ra dĩa cùng với một ít dọc mùng thái mỏng kèm da heo chiên giòn để tăng thêm kết cấu cho món miến xào hến đậm đà hương vị. Khi đến Huế thì bạn không thể nào bỏ qua món bún bò Huế được, và cái tên đã nói lên tất cả. Hôm nay Lúc Nguyễn sẽ thử nấu món ăn đặc trưng chỉ có tại thành phố cổ kính này. Xương cùng bắp bò được ninh kèm với hành xả giò heo trong khoảng 2 tiếng rồi gắp ra. Điểm khác biệt giữa nước dùng bún bò và phở chính là mắm ruốc. Cho nước sôi vào ruốc khuấy đều, sau đó đợi ruốc lắng xuống đáy rồi chế nhẹ vào nồi nước dùng sẽ khiến nó trở nên khác biệt. Về phần sa tế thì Lúc Nguyễn cũng sẽ tự mình làm, xào một chút tỏi, xả kèm thật nhiều ớt khô, đợi khi hỗn hợp dậy mùi sẽ cho vào hai thìa mắm ruốc đảo đều. Thêm vào một chút dầu ớt rồi đợi thêm 5 phút sẽ cho ra thành phẩm nồng nàn mùi hương vị cay ngọt thịt. Sau khi nêm vào nước dùng đường cùng một chút muối và nước mắm thì ta sẽ cho sa tế vào khuấy đều để chúng hòa tan vào nhau. Giò heo với bắp bò được thái mỏng cho lên trên bún rồi thêm vài miếng huyết đặc, xong chan nước dùng vào, thế là xong món bún Huế kiểu Lúc Nguyễn. Ôi một tô bún bò giò heo cay tuyệt đỉnh. Miền Trung Việt Nam được cho là nơi có nền ẩm thực đặc sắc nhất cả nước, và Lúc Nguyễn đã được nghe về một món ăn mới được sáng tạo bởi một cặp vợ chồng nên anh đã đến đây để tìm hiểu. Bún được tẩm bột nghệ khiến màu rất đẹp, lại tốt cho cơ thể nữa. Cho bún vào chảo rồi thêm một chút hành tây, hành lá, rau mùi rồi trộn chúng lên. Chỉ cần xào nhẹ cho nóng, xong cho thẳng ra bát là được một món ăn rất thanh đạm, không có dầu mỡ. Bỏ vào một ít lòng heo cùng bột nghệ tươi là hoàn thành. Ở Việt Nam, mọi người thường chọn món ăn đường phố nếu như không muốn ăn ở nhà, và bánh ép là một trong những món rất được ưa chuộng ở đây. Chúng được làm từ bột sắn, thịt heo, trứng cùng một ít hành lá, sau đó ép lại bằng khuôn gang hình tròn như thế này. Lấy từng lớp bánh ép ra ăn kèm với dưa chua và rau răm, thêm vài lát dưa leo rồi cuộn lại thưởng thức. Lúc đã đi được nửa chặng đường khám phá Việt Nam nên bây giờ anh cần một món ăn sẽ khiến bản thân thư giãn thoải mái, không dầu mỡ chiên rán, nên cá hấp là một sự lựa chọn hoàn hảo. Gói cá vào lá chuối cùng với một chút gừng ớt kèm hành rồi hấp chúng trong khoảng 8 tiếng. Phần nước sốt cũng rất thanh đạm, chỉ với một thìa rượu nấu ăn thêm một thìa đường xì dầu chất lượng. Một chút nước suối tự nhiên trên dãy Trường Sơn rồi trộn chúng lại cùng một chút dầu mè với gừng nấu sôi. Chờ cho cá chín thì cho ra dĩa dưới nước sốt lên là ta đã có thể tận hưởng món ăn thanh đạm bên cạnh bờ suối. Ninh Bình chính là địa điểm tiếp theo mà Lúc Nguyễn đặt chân đến. Tam Cốc, nơi đẹp nhất ở đây với những dạng núi đá vôi khổng lồ mọc lên từ những cánh đồng lúa xanh ngọc bích. Phía bên dưới chân núi có những đầm nước rất dài, nơi mà bạn có thể tìm thấy cua đồng sống trong những chiếc hang. Thời điểm tuyệt nhất để nấu cua là vừa mới bắt xong ngay bên cánh đồng. Khi dầu trong chảo sôi lên sẽ cho một ít húng quế để tạo mùi thơm. Cua sẽ được ướp với gia vị rồi tưới lên một lớp lòng trắng trứng, sau đó nhúng cua vào bột mì và thả vào dầu sôi. Chỉ một lát thôi đã có những con cua giòn rụng ngon tuyệt cú mèo, nhưng chúng sẽ cần được chế biến tiếp để đậm đà đặc biệt hơn. Tỏi, xả, ớt, hành sẽ được phi thơm, sau đó thả những con cua tuyệt vời này vào chảo một lần nữa rồi thêm lá lốt vào đảo đều, như vậy là xong. Có thêm lon bia nữa thì quên lối về. Lúc Nguyễn sẽ rời Ninh Bình để đến Hòa Bình, cách đó 40 cây số, và cảnh vật nơi thật sự rất tuyệt. Đi sâu vào trong rừng bạn sẽ tìm thấy đặc sản địa phương chính là trứng kiến lửa. Chúng làm tổ quanh năm nhưng tuy nhiên chỉ có thể thu hoạch trứng trong 3 tháng đầu năm. Sau khi phá tổ kiến được lấy từ trên cây thì chúng ta sẽ tìm thấy được ấu trùng kiến khắp nơi. Nó được ví như trứng cá tầm kiểu Ninh Bình vậy, phải đập phần giữa của tổ thì bạn mới có thể tìm thấy được trứng kiến bên trong. Nước chấm cho món này rất nhanh, chỉ cần đường với nước mắm khuấy đều là được. Nó cũng để chúng không làm át đi mùi vị đặc trưng của trứng kiến. Thứ này có kết cấu giống trứng cá tầm và mùi của phô mai. Salad sẽ gồm có ngò gai, tía tô, lá bạc hà thái nhỏ rồi thêm hành tím, xả, hành lá, ớt, bột khô cùng một chút thính. Tiếp theo cho trứng kiến vào trộn đều, sau đó cho chúng vào lá tía tô, vậy là hoàn tất món ăn đặc trưng tại vùng đất thú vị này rồi. Dê thả núi cũng chính là một trong những loại thịt ngon nhất, và chúng có phần thịt chắc là ít mỡ nên. Ở Ninh Bình bạn có thể thấy các cửa hàng bán thịt dê khắp mọi nơi hay thậm chí ngay ở trên đường. Dê có rất nhiều cách chế biến như nướng than, cuốn bánh tráng vân vân, và Lúc Nguyễn sẽ nấu món cà ri dê hấp dẫn. Thịt dê hơi có mùi một chút nên phải khử chúng với bột riềng cùng muối trong 45 phút. Để làm cà ri thì chúng ta cần riềng nghệ tươi quế,
một ít hoa hồi và thật nhiều xả với cả hành tím nữa. Cho dầu vào chảo xong thả bơ kèm lá cà ri vào. Sốt cà ri của Lúc được làm từ xả hành tím riềng và nghệ tươi giã nhuyễn cũng được cho vào chảo. Sau đó là thịt dê còn cả xương với da được đảo đều cho ngấm gia vị. Thêm sữa chua nguyên chất cùng nước cốt dừa sữa nguyên kem, nước dùng gà và nêm nếm với muối đường xong đun tất cả dưới lửa nhỏ trong khoảng 35 phút. Cho cà ri ra dĩa rồi trang trí thêm lá ngò ôm cùng hoa hồi và quế để tăng thêm vị giác của món ăn. Phở được xem là một món ăn tiêu biểu cho nền ẩm thực Việt Nam và nơi đây chính là địa danh sản sinh ra món ăn tuyệt vời này. Nam Định chính là nơi đầu tiên bị thực dân Pháp đô hộ. Họ ăn rất nhiều thịt bò đồng nghĩa với việc xương bò còn sót lại rất nhiều và người Việt Nam không muốn lãng phí nên đã thu mua lại rồi chế biến chúng. Họ hầm xương cùng hoa hồi quế gừng và thế là một nồi nước dùng tuyệt hảo ra đời. Tiếp tục dùng thêm bánh gạo mềm kèm thịt bò thái mỏng là ta đã có lý do cho sự ra đời của món phở Việt Nam. Hải Phòng chính là thành phố lớn thứ hai ở miền Bắc Việt Nam và ở đây rất nhộn nhịp nên tất nhiên ẩm thực cũng rất đa dạng. Đầu tiên phải kể đến là những món ăn đường phố như bánh gối, tôm chiên giòn, bánh tráng cuốn hay cả bánh xèo mới nướng nữa. Đây là lần đầu tiên Lúc Nguyễn thử làm bánh gối, cho miến và nấm vào thịt xay sau đó thêm vào nửa củ hành tây, cà rốt, hành lá, muối tiêu, đường cùng một cái lòng đỏ trứng gà. Trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau sau đó cho vào giữa vỏ bánh là trứng cút luộc rồi dùng lòng trắng trứng dán mép bánh lại. Cuối cùng chỉ cần chiên bánh trong dầu nóng cho đến khi chúng vàng đều là được. Cuộn cái bánh gối nóng hổi trong rau ăn kèm rồi chấm ngập nước mắm để ăn là đã không thể cưỡng nổi nữa. Ở Hải Phòng còn nổi tiếng với món bánh đa có màu nâu đỏ hơi dai trông rất đẹp mắt và chúng được phơi trên phên tre khắp nơi trên tường hay mái nhà. Khi gạo được ngâm trong nước khoảng 90 phút sẽ cho chúng vào máy nghiền với nước để cho ra bột bánh lỏng mượt. Nhằm giúp tạo màu cho bánh đa thì người ta dùng đường nâu dạng hạt trộn lẫn với bột sẽ cho ra màu cánh gián. Sau đó bột sẽ được dàn trên băng truyền rồi đưa vào lồng hấp trong chưa đầy 1 phút và chúng ta sẽ nhận được bánh đa tươi. Trước khi cắt sợi bánh thì nó được phơi khô trong 6 tiếng. Với món bánh đa cua trộn thì chúng ta cần làm nước sốt trước, đun lửa nhỏ để hòa tan đường rồi thêm một chút dầu hào, nước tương, dầu ớt cùng cả sa tế tự làm. Sau đó phi thật thơm tỏi rồi cho thịt cua cùng gừng vào đảo đều và nêm thêm một chút muối hạt tiêu nước sốt. Trần bánh đa qua nước sôi khoảng 5 giây để sợi bánh được dai không quá mềm rồi lại cho vào chảo trộn đều với giá cùng nước sốt, vậy là hoàn thành. Một loại bánh mì đặc trưng của Hải Phòng chính là bánh mì cay hay còn gọi là bánh mì que. Chúng được làm từ bột mì sau đó để nó nở trong khoảng 3 đến 5 tiếng rồi nướng trong vòng 10 phút ở nhiệt độ 230 C. Pate tự làm được liên từ thịt vai và mỡ lợn, sau đó thịt cùng với gan tươi được trộn với nước mắm, nước tương, nhạt tiêu đen, thêm một ít bột gà. Sau đó thêm vào hành phi cùng với bánh mì để tạo thêm kết cấu. Ta lót mỡ lợn ở dưới đáy nồi cho pate vào bọc kín lại bằng bịch nhựa và hấp trong 5 tiếng là hoàn thành. Phết pate vào ruột bánh mì rồi thêm đầy trà bông xong chỉ việc chấm sốt cay thưởng thức. Điểm tiếp theo Lúc Nguyễn đặt chân đến chính là thủ đô Hà Nội nhộn nhịp và đây cũng chính là thành phố lớn thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Hà Nội thì món ăn đầu tiên bạn phải thưởng thức không phải là phở mà là bún chả, một món ăn mà Tổng thống Mỹ cũng đã từng thử qua tạo nên làn sóng ẩm thực. Về cơ bản, bún chả bao gồm thịt lợn nướng kèm bún với rau sống và nước mắm, tất cả đều được cho vào chung một bát rồi thưởng thức. Để nấu món bún chả thì ta cần nhiều nguyên liệu nhưng không quá khó làm. Ta sẽ ướp nước mắm dầu hào với tiêu đen xong cho thịt ba chỉ cùng thịt băm vào hai tô khác nhau. Tiếp theo, bí quyết để nấu món này ngon là nước màu. Bằng cách thắng đường, nó sẽ cung cấp màu sắc vị ngọt cần thiết để cho ra nước màu đẹp. Cuối cùng thêm vào tỏi hành tím cùng một ít hẹ rồi trộn tất cả lại với nhau, sau đó cho lên vỉ nướng khoảng 4 phút mỗi cạnh là được. Một cái khay gồm bún xà lách giá đỗ tía tô bạc hà chính là món bún chả Hà Nội chính gốc. Sau khi ăn thì chúng ta còn có thể thử cà phê trứng bên đường dây tàu hỏa rất đặc biệt chỉ có ở Hà Nội. Phở chiên phồng sẽ là món ăn tiếp theo mà Lúc Nguyễn muốn khám phá. 5 lớp bánh phở sẽ được cắt thành từng miếng chữ nhật rồi chiên qua dầu nóng và chúng sẽ rất giòn, còn bên trong thì lại mềm mượt. Tiếp tục xào cà rốt, ớt, sừng cải thìa nêm vào một chút nước mắm, dầu hào và cả hành lá nữa. Sau đó cho vào nước hầm một ít bột ngô để làm nó xiên xệt lại. Và vậy là món phở chiên phồng với thịt bò đã hoàn thiện trong sự vội vã né đoàn tàu của Lúc. Một món ăn hấp dẫn nữa mà người Hà Nội rất thích đó chính là bún đậu mắm tôm. Ngoài bún cùng đậu ra thì món ăn đã được biến tấu thêm thịt ba chỉ nem rán cùng cả rồi sụn nữa. Đậu hũ ở đây cũng được người dân làm thủ công để cho ra mùi vị nguyên bản nhất. Lúc Nguyễn sẽ làm tiếp một món tráng miệng rất đẹp mắt từ lá cẩm. Anh vò chúng lại rồi nấu với nước khoảng 15 phút và nước sẽ chuyển sang màu đỏ tía rất đẹp mắt. Gạo nếp sẽ được ngâm trong nước lá cẩm qua đêm hoặc trong 3 tiếng để chúng có đủ thời gian để chuyển màu. Dùng nước cốt dừa tươi để tạo vị cho xôi. Cho nếp đã ngâm vào nồi hấp khoảng 20 phút là chúng ta sẽ có ngay một thành phẩm tuyệt đẹp, rồi đổ nước cốt dừa cùng một ít xoài lát cùng vừng rang, ôi thật tuyệt. Vào chặng cuối của cuộc hành trình thì Lúc Nguyễn sẽ đến phố núi Sapa, một nơi rất đặc biệt đối với toàn thế giới. Nơi này có rất nhiều ruộng bậc thang lại được bao phủ bởi màu xanh ngọc lục bảo. Ở đây còn nuôi rất nhiều cá hồi bởi thời tiết rất thích hợp để nuôi chúng và con to nhất có thể nặng đến 1,5 kg.
Lúc Nguyễn sẽ bắt một con ở trong ao cá để nấu thật kỹ vì anh muốn giữ nguyên màu sắc cùng hương vị của phần thịt cá. Lần này anh sẽ dùng kỹ thuật của người Pháp để nấu các món protein với lửa nhỏ hay còn gọi là nấu chậm. Khi bạn nấu ở mức 50 độ C hoặc thấp hơn thì màu sắc của thịt sẽ không thay đổi. Tỏi sẽ được cho thẳng vào dầu để tăng thêm hương vị, mắc khén thảo quả, gừng vỏ chanh ớt tươi và dầu ở nhiệt độ vừa phải rất thích hợp với cá hồi. Thả ngập dầu miếng cá trong khoảng 10 phút rồi vớt ra. Về phần nước sốt thì ta sẽ xào tỏi, gừng, ớt và một cốc rượu nấu rồi đun cho đến khi còn một nửa, sau đó dưới lên phần cá tươi giói ngọt mềm này. Thức ăn đường phố của Sapa cũng rất đa dạng vì thời tiết ở vùng cao khá lạnh nên họ rất thích ăn đồ nướng như thịt lợn cuốn lá cải, lá chanh cuốn thịt bò, chim cút cơm lam và nhiều món khác nữa. Ở Sapa, Lúc đã gặp được Daniel Nguyễn, là một nhà khoa học lớn lên ở Cali nhưng rất có duyên với Việt Nam. Anh ấy rất quan tâm đến các loài thực vật ở vùng cao nguyên này. Chúng có thể làm tăng hương vị cho rượu gin của anh ấy và đây cũng chính là rượu gin sông cái thủ công đầu tiên của Việt Nam. Lúc sẽ cùng Daniel vào rừng để hái những loại cây này. Đầu tiên cả hai đã may mắn tìm được hoa và thảo quả đen rồi đến nghệ xanh, một loại rất hiếm có vị nhẹ hơn nghệ vàng nhiều. Cá tầm sẽ được chọn để nấu với những loại thực vật đặc biệt này. Thảo quả đen thô sẽ được hun khói và giã nhỏ cùng với mắc khén cùng muối. Cả nghệ vàng hay nghệ xanh đều được thêm vào giã cùng xả tỏi kèm cả hành tím nữa. Tất cả nguyên liệu giã nhuyễn được nêm nếm thêm một chút gia vị rồi đảo đều, sau đó nhồi hỗn hợp vào trong bụng cá và cả khứa cá để chúng thấm đều gia vị hơn. Cá sẽ được nướng trên củi trong khoảng 45 phút với tất cả các loại thực vật ở Sapa. Thật là một sự kết hợp tốt cho sức khỏe. Tại đây, Lúc Nguyễn đã gặp lại được một người quen cũ cách đây nhiều năm. Khi được mời vào căn nhà thì anh đã bị thu hút bởi những miếng thịt trâu treo phía trên ngọn lửa. Chỉ cần ướp với muối rồi cho vào xiên tre xong gác trên bếp 5 ngày là chúng ta sẽ có thịt trâu khô, và cách này giúp cho miếng thịt được giữ lâu hơn. Những miếng thịt này được cho thẳng vào than và sau 15 phút lấy chúng ra, bỏ lớp cho đi rồi dùng sống dao chặt để làm mềm thịt là đã khiến hương vị thật sự rất tuyệt. Lúc quyết định sẽ lấy nó làm một loại rau trộn thật đặc biệt, thịt trâu được xé nhỏ rồi bào đu đủ xanh cho vào tô. Tuy chúng không có nhiều hương vị nhưng rất giòn và có thể ngấm các hương vị còn lại. Đặt chúng lên lá sen rồi thêm các loại rau thơm hữu cơ thái sợi vào trộn đều, và cuối cùng là phần thịt trâu xé nhỏ cùng nước sốt đặc được dưới lên trên trộn đều. Một món rất đơn giản mà kết cấu rất đặc biệt, dùng để tráng miệng lại tốt cho sức khỏe, gỏi đu đủ với thịt trâu gác bếp. Vậy là cuộc hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam trên tuyến đường sắt Bắc Nam của Lúc Nguyễn đã khép lại. Chúng ta có thể thấy nền ẩm thực của Việt Nam rất đa dạng và tuyệt vời, nhưng tất nhiên là còn rất nhiều món ăn ở các tỉnh và thành phố khác. Cơ mà các bạn hãy tự trải nghiệm để có cho mình một hành trình thật đặc biệt nhé!